chúng ta trong liên hoan tối hôm nay với tiết mục mang chủ đề Nam Sư Vườn Mai Hoa Trầm Giải Cứu Khỉ Con. Xin mời đội Triệu Đà chúng ta tiến quản sân thi đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.